Catherine. Hôm nay mình lại đi chợ. Và cái chợ hôm nay tụi mình đi là một cái khu chợ châu Á ở Genk. Chợ châu Á này á, nó có cờ Thái Lan, cho nên chắc chủ là người Thái á. Mình thấy nhân viên cũng nhiều người Thái nữa. Để mình dẫn mọi người đi nha. Đây, mọi người thấy cờ Thái chưa? Còn đây là cái giao diện của nó nha. Asia Food Center. Để mình dẫn mọi người vô đi chợ với mình nha. Chỗ này, khu này là khu bán gạo nè mọi người. Bán gạo, bán nếp rồi đó. Có mua nếp không? Mua nếp không? Gạo này để nấu sushi nè. Cái gạo này ăn ngon lắm nè. Và thơm nữa. Quá trình gạo luôn. Bên đây có bún tươi nè tổng. Bún tươi Mỹ Tho nè. Ở đây có bánh phở nè, sản xuất tại Mỹ Tho. Bún tươi. Ồ, có 195 mà hả? Cái gì? Nè. Ủa gì rẻ vậy? Sao nó còn giá này? Ủa, Bamboo Tree 207 nó bỏ giá này rồi. Đi trang mà, khác giá thôi. Hôm nay nó còn có 195 mà. Nó đang giảm. Chắc vậy quá à. Cái này phở cũng giảm nè. Cái này là giá được. Ồ, ở đây bán rẻ quá. Giờ là tôi lên rẻ nhất đó giờ chồng thấy gần đây là 28 rồi. Mấy chợ bán 32, 36 lận. Ồ, mà cái bún này nó khác thì giá của nó mắc hơn hả? Bún này nó khác. Này nó có khoanh không? Ừ, mà nó vậy nè, nó là khoanh. Màu đỏ thì nó mắc hơn màu xanh. Nhà mình còn nhiều bún không? Không có nhiều lắm. Để mua đi. Ủa nó đẻ quá à. Để mua bước sờ là 28 rồi. Rẻ sao chứ. Không mua bún gạo gì không? Này nó không có bán bánh hỏi. Này muốn mua bánh hỏi là phải đi đâu được nữa. Ở đây có bánh cuốn khô gì nữa nè. Bánh cuốn khô này ăn làm sao? Chắc nghem nước. À. Cán còn không? Còn 3 bịch. Mua gì nữa không? Nó mua 4 bịch rồi. Ờ, có mua 4 gạo gì không? Ừ, làm dạ. À, bún gạo nào rẻ ha? Gạo nào ta? Nè, mấy cái nhỏ nhĩ nhĩ này là bún gạo nè. Nó còn mắc hơn kia nữa. Mấy cái rẻ thôi. Rẻ nhất 1.7 rồi. 200 gram. Ở đây có nhiều loại bánh tráng Mỹ Tho lắm nè. Vietnamese rice paper. Cái loại này là loại tròn bự. Này là loại vuông. Còn đây là loại tròn nhỏ hơn. Này có hát gạo ha. Hát kéo hạch đại xuyên. Ba bao. Có một con vịt to đất to không? Nó giá nhiều. Con nó bán chỉ 8 14 mơ 95. Cái gì bán nhiều ta? Cái kia nó chia ra là nhiều. Vậy nhà mẹ con quá đơn vậy. Nhìn để chụp đồ. Ở đây là hot dog, giò bì, giò gà, giò bì hả hạn 6.5 gram. Đây, ở đây có bán mấy cái dụng cụ làm bếp nè, cái này chắc để ấy hủ tiếu quá. Cái này là cái tô hình con gà.
mấy cái nồi hấp, nồi hấp 3 tầng, 2 tầng. Mấy cái tô hình con gà đẹp ha. Bán mấy con mèo. Nó đâu có giò mì đâu không? Nó là giò gà với giò hảo hạng gì đó. Nó giò bì hảo hạng rồi. Phải nó không? Mình đâu có chữ bì. Ừ. Có rồi. Mình có bà diêm nè, có chữ bà diêm kìa. Cái đồ hàng hả? Có trong biển nè. Có mua bột ngọt không? Có các loại bột để làm bánh. Có mì trứng. Có mua mì trứng không? Mì trứng này mình không có hay ăn. Đây có bột bắp nè. Bột chiên giòn. Bột làm bánh da lợn. Bột bánh lọt. Bột gì có sầu riêng, sticky rice. Bột gạo hiệu Vĩnh Thuận này, thấy ở nước ngoài nhiều nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nè. Bột bánh bao, há cảo. Bột bánh giò, bột nắng. Công ty Vĩnh Thuận xức mấy cái bột. Công ty Vĩnh Thuận. Này là gì, cháo Thái hay là chao Thái? Ủa, bột nước cốt dừa. Đây có hột đào nha. Cái hàng tên là sao? Mua bịch đậu xanh về ăn cho mát à. Đậu xanh 1 ô 7. Ủa cái nào là 1 ô 7, cái nào là 1 ô 8 vậy? Mẹ, cũng 5 ô 4 hả? Có cái loại nửa hộp nè. Vậy là cái nào là... cái nào sao? Cái này mình này 1 ô 7 nè. Nó đuôi là 2 ô 15 nữa rồi ta. Vậy mong bạch đó nè. Thái Lan. Đây có đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ. Đậu... ồ có đậu nành nữa nè, mua về nấu uống. Vậy sai hả? Dạ, nấu lên rồi sai. Hay sai rồi nấu gì đó. Đúng không? Yeah. Ở đây có bán măng nữa nè. Mấy cái măng này đụng vô là húi tai luôn á. Rồi cái mùi đặc trưng của măng. Bamboo shoots. Sầu riêng nguyên một múi bự luôn. Nghe mấy cái lạp xưởng đồ đó. Bữa này là cái gì? Gia gà hả? Có chữ tiếng Hà Lan á. Rắc bim là cái đùi gì á. Da gà đó. Nghe thấy mát da gà quá nha. Nó đó. Lạp xưởng gà. Ủa hồi đó mình ăn lạp xưởng gà hay lạp xưởng heo ta? Lạp xưởng gà nè. Cần ủa? Đó là chicken gì Nisa. Còn chicken hot dog là cái này nè. Còn chichi cây là xưởng về chicken organisa. Hai long organisa. Đường cây 95. Ở đây có bột. Bột trà Thái nè. Người ta có viết tiếng Việt luôn. Này là Thái xanh, trà Thái xanh, trà sữa. Trà này để về pha trà sữa. Này là đỏ.
có bán cây chổi nữa nè. Có bán chuối hay chuối gì? Chổi này cũng 6.5. Chổi này 6.5 lần nha mọi người. Ừ, sao nó không có được xòe như ở nhà hen. Này bán củ gì vậy? Cái củ dền. Củ này chắc cũng môn quá hả? Này củ gừng này có mua không? Vậy hả? Vậy là không có gừng rồi đó. Ở đây có mấy hàng đông lạnh nè. Lá chanh đông lạnh, ớt tươi, bánh dừa, bắp, răng súng, khoai. Con này nó là taro. Lượng gì? Lượng này là taro. Ừ, chắc này á. Có thể không? Chắc này taro á. Này là khoai gì? Này giam gì nữa. Ừ. Này khoai gì? Khoai gì? Khoai mỡ. Khoai mỡ. Khoai tím. Khoai lăng. Mách nữa nè. Xoài. Đậu. Ồ, khổ qua nè. Khổ qua này về dần thịt ăn cáu quá. Ừ. Mở ra lấy lên review. Khổ qua nhỏ quá nha. Khổ qua này vừa vừa ăn được nè. Nấu được nồi canh khổ qua dùng cả chả cá hách lá. Bịch này nhiều. Khổ qua đây. Green bitter. Trên phung nè. 2.55 một ký. Mẹ bán mía hả? Ồ, bán mía nữa hả? Hôm nay à? Ừ. Bán cây mía nữa nè mọi người. Ủa, ở trong nó có gì? Ủa, gì? Ủa không, cái này là để nấu cơm. À, cái ống hả? Tưởng mía. Sticky rice nè, frozen sticky rice. Ủa. Là nó dùng sôi nếp đồ vô á. Làm tưởng cây mía. Review bậy bạo. Ở đây có bán nồi cơm nữa nè mọi người. Nồi cơm Trista. Ồ, có cái lẩu cù lao nữa nè. Ừ, nhỏ quá ha. 37 ơi. Ồ, còn này là để nấu cơm ở tiệm hay gì lạ vậy. Ta cho bày bán cá rồi. Này là cá gì? Cá rô hả? Hay là cá sạch lặn? Biết. Này. Này chắc cá sạc lằn nè. Tàu. Rồi nó có. Này cá rô đồng. À, cá rô đồng. Làm sẵn luôn rồi. Ủa, tưởng nấu làm nó sao? Cá rô đồng. Này, cá gì? Cá sạc lằn. Đó, cá sạc lằn đó, thấy chưa? Có trứng luôn kìa. Có trứng luôn. Được mấy con. Này như quả để to giá hả? Này con gì? Này cá là tho hay gì á? Khô cá sạch. Ồ, khô. Cái này khô hả? Giá nhiều. Nào, cái nào là cái nào này? Gurami. Gurami là gurami là nó cá cá sặc á là 10.35. Clean 3.465. Thôi tới con cá lóc rồi. Vậy là con cá rô á, con cá rô đồng á là 4.65 nửa ký. Ừ. Cá rô đồng 4.65. Là 1 ký 1 ký 10.35. Ừ. Tới con cá này là con cá lóc không đồng? Ừ, con lóc là con này nè, 59.5 một ký. Có con bự. Nhỏ quá vậy. Con này là làm chưa? Chưa. Con này là chưa làm, y con luôn á. Con mua là con cá gì vậy? Đâu? Chữ nào? Đó, cuối cùng. Cá ngừ ó. Cá ngừ ó là con cá gì? Con
thiệt. Chắc nó 300 tới 500 gram không mà. Này nó ghi mấy trăm gram? Nó ghi gì nè? 300 tới 500 gram. Ồ. Nó mất cái này. Mình nhận sao đó. Cá lóc. Cá chữ này. Cá lóc 595 một ký. Vậy cái này con này có 300-350 gram. Ủa, là nhẹ nhiều. Ủa ít vậy. Là nó như tiền. Chắc chút nó cân. Mình thấy ngoài kia này chỗ tính tiền nó cân được á. Có cái gì VM vậy? Cá lóc nè, mọi người thấy chữ cá lóc không? Nhỏ thì để còn đang suy nghĩ không biết có mua không, thấy nhỏ quá. Đây là mấy con cá gì nữa ta, không biết. Ngon ha, hình bự. Cá gì? Cá ngừ bông. Ngừ bông ghi. Cá ngừ bông ghi. Nó tên gì? Một ký có 59 kìa. Ồ. Đâu nó đâu? Bông ni tô hả? Bonin là cá ngừ đó. Cá ngừ bonito 1kg 59. Con này rẻ nè, nhiều thịt. Nó lấy về kho cà hậu, đâu cà đâu kho. Kho không. Chiên. Nó nhẹ. Ngon. Ngon không? Biết ăn cái bị dữ gì. Không biết. Ngon đây, ăn rồi biết. Bị lỡ rồi. Ủa còn cái con này là con cá ngừ gì? Cũng bonito tonin nè. Mà con nào? Ồ, con cá he, con này là con cá he. Con cá he đó nó ghi với con cá he chuyện thấy không? Chết rồi, không phải rồi nha. Hả? Trông thấy cái mã gạch này nó nè. Nè, the web tonin là con này nè. Con này tới 925 lận. Còn cái con kogel tonin đâu? Tonin nãy đó. Nào. Còn con tonin đó. Con cá ngừ ó đâu rồi? Cá ngừ ó đâu. Này là con cá he. Đây cá he. He nào là con gì, tên gì? Red tail gì đó. Có tiếng Hà Lan không? Bersi. Selen. Barbie. Baru Barbie gì đó nào ta? Còn tên khác không? Mã gạch đuôi 504. Nè. Con này là 9.95, con cá he 1 ký. Cá he 9.95. Để nó đi. Đi khảo sát giá chứ vẫn chưa mua. Đây cá gì nữa? Ồ, cá điêu hồng kìa. Cá phi. Cá rô phi. Cá phi. Cá điêu hồng nè, giá là Rota Tibalia Tilabia 6.95 một ký. Nó có loại làm rồi chứ chưa làm á. Loại nào là làm rồi? Chắc làm rồi mắc hơn á. Làm rồi là 10.25, chưa làm là 6.95. Mua con chưa làm nên cho mình. Còn cái con cá phi thì nó là rùa. Tibalia là con cá điêu đen. Con cá điêu đen này. Con cá điêu đen. Thì con này con rót là con cá điêu hồng, con rùa là con cá điêu đen. Nè, cái con cá điêu đen này chưa làm là làm rồi là 89, còn chưa làm là 6.25. Đó là con cá điêu đen, hay bên mình là con cá phi đó, hay cá rô phi.
chưa làm rồi. Trời ơi, đông đá nó lúc nó còn hả họng luôn cả. Nghĩ nó mới tươi chứ vậy. Trời quá, xanh nó cái màu nó nhợt nhạt vậy. Nó không được hồng đó. Này nó màu da người. Con này nó sáng là chín ngập rồi. Con này hồng nè, đuôi nó hồng. Cũng cỡ cỡ rồi. Con này ha. Mạnh nó tay quá. Trống dữ. Nhớ còn chiều quá. Bộ nhỏ nhỏ quá nè. Ôi lừa ba con đó. Nhỏ nhỏ rồi. Sáng rồi nha, mẹ ăn ngại rồi. Rẻ mà ta. Đó. Ở đây có bán mấy con mực. Có mực nguyên con, có mực khoanh, có mực người ta rạch sẵn luôn rồi nè. Đây là mực lá hả? Không biết. Em bạch tuộc, octopus. Còn tôm. Ủa hết cá rồi. Cái này có con ghẹ hay rạm gì đó. Tiếng Anh nghe gì? Con cua nhỏ bơi màu xanh hả? Ủa nó có xanh hả? Giá là mọi nè, con Blau the Wham Grab là cái con này nè. Là con cua nhỏ màu xanh bơi á. Cửa vậy. Con này cũng từ Lao Zua Mubá ở Grab nè. The Sneden là nó bị chặt ra rồi hả? Có con gì nè nè. À đó, con có hình màu xanh. À nó bị cắt á, nó bị cắt ra là con này nè. Là con The Sneden này nè. 680g 1906. Cái này nó xanh lá mà vậy. À em có biết đâu. Biết. Ở đây là con gì? Xà lông hay gì ạ? Con mua xìm. Nè có thịt của con mussel. Đó là con này nè. Con nghêu. Con nghêu. Con nghêu. Con nghêu giá sao? Linus đó hả? Giá nè. Cái này là cá gì á, cắt cá phi hả? Cá phi cắt khúc rồi. Cá lóc cắt khúc. Nè, cá phi cắt khúc giá nè. Rồi có cá phi lê nữa nè. Con này có con ốc nữa nè, snail meat. Ốc nè, ốc bu à. Con này nè. Con giá vậy. Chắc con này quá. Đây có bán là rong biển nè. Ở đây là giả cá rồi nè. Đây có bò viên, cá viên. Thank you.
cái gì? Cá để ăn. Dạ là không có mua cá lóc. Nhỏ. Mua con gì hết con cá he hay là con cá cá ngừ. Bonito. Con cá ngừ. Nó còn cười luôn. Nó còn cười. Còn nãy nữa. Cá ngừ bonito là con nào? Cái con này. Chín năm hai năm. Một ký con này. Con này nó có 450 tới 810 gram mà. Nó phải cân á. Cân nữa, cho nên nó sẽ ít hơn giá đó. Tới gian hàng nước đóng hộp rồi mọi người. Ở đây có cái hãng Foco á, nó làm nhiều loại như là nước dừa nè, tạ thái nè, chanh dây, ổi, mãng cầu, măng cụt, rau má, mía luôn, ồ có nước mía luôn nè, sugar cane drink. Ở đây là xương sáo, grass jelly drink, nước cốt dừa. Anh nước cốt dừa không? Cốt dừa 2,5 dừa hả? Có trà gì ta? Này là nước dừa. Nước dừa với xoài, hương xoài. Nước dừa hương khóm. Nước dừa hương giải. Ồ, ba cái te lại đã sản xuất thêm nước dừa nữa. Nhưng mà chắc không ngon đâu. Sản phẩm bến tre. Ồ, bến tre. Wow. Ba cái te của Mỹ Tho mà, nhưng mà nó nhập hàng ở bến tre hả? Nó ghi Giao Long nè. Ồ, Giao Long. Khu công nghiệp Giao Long á hả? Xong điện viết. Wow. Đây, đây là sản phẩm bến tre. Đây cũng là sản phẩm bến tre. Mắm không? Mắc quá hen. Đây có mắm cá sặc nè mọi người. Mắm này mắm này là mắm chân ngon. Mắm cá sặc loại đặc. Nó có hai loại. Cái loại này nó sai như là pate, như là sệt luôn á, nó mịn luôn á. Còn cái mắm cá sặc này nè, cái loại này là nó còn xương về phải lược cực lắm. Thì cái nào cũng có cái giá của nó, cái khỏe hơn thì 5,75, còn cái cực hơn thì là 3,10 đó. Còn các cái loại sốt ở xa châu Á thì cái gì người ta cũng đóng hộp để chuyển qua được hết á, giống như nhãn nè, cũng có nhãn đóng hộp. Cá này nè, cá này đóng hộp. Cá mồi đóng hộp, không có ba cô gái nha. Ồ, cái này có gia vị cua nấu bún riêu luôn nè. Đây là
mập ấy, này là sữa Trường Sinh. Bình thường nhiêu? 295 hả? À, mắc rồi vậy. Sao này mắc vậy? Thôi vậy đi. Ở đây có sữa đậu nành Vitamil chứ không phải là Vinamil. Đây Vsoy. Có phải Việt Nam không? Vsoy này là có gạo lứt, mè đen, mạch, Bali. Này nhớ hồi xưa uống. Hồi đó vậy nè, em có mua cái này uống nè. Có hồi biết đâu gì luôn hả? Có luôn. Thơm gì quá ta. Đã ăn. Cái này là sữa mè đen. Thơm quá vậy? Ai nấu gì thơm quá vậy? Này bán thùng thùng. Ai có nhu cầu số lượng lớn. Trời, có gì nữa? Đi vô kho đông lạnh hả? Đây là cái kho đông lạnh. Cửa nó tự mở luôn. Ồ, vô đây lạnh quá. Cái kho cũng nhỏ à. Nó trữ đông làm lạnh á. Ồ, Eggplant là cà pháo nè mọi người. Cà pháo 14.2 một ký. Mắt trẻ mang chưa? Này có cái. Rồi, cá đu đủ thái nó mắc hơn nha. 18.95 một ký. Còn cái cá đu đủ tròn tròn này là 6.45 một ký. Ủa, có bán cái dừa luôn. Dừa này có xuất xứ bánh ta không? Okay, 85 một cái hả? Dừa non, nó ghi chạy. Ừ, dừa non. Nó gọi là dừa non. Cũng không có như dừa ngọt. Ừ, đắt uống á. Này gì chồng? À, nguyên cái củ cải trắng mà nó muối nè. 265. Học dịch hả? Lộn. Đâu có lộn. Này là hộp dịch muối. Hộp dịch muối 50, 6 trứng. Còn hộp dịch bắc thảo. Ồ, nó ghi là nơi. Không, nay xây là này. Còn cái này là conserving. Này tính dịch. Này là 495 6 tấn tính cúc. 12 tấn 3.2. Tính cúc ở đây hiếm lắm mọi người ơi. Giá 1,95 một ký.
là biết. Mô thì mô. Ở đây có măng khô nữa nè. Măng khô 85 200 cà ram. Ô cái này là chùm ruột. Sao nó lạm màu nhìn xấu à. Ừ. Gooseberry 500 cà ram 9.75 nó dễ mang kìa. Này là nho. Ủa? Nho. Nho muối. Nho muối 9.75 500 cà ram. Này là gì? Không biết cái gì á. Cái này là mận pickle hot bloom. Me, me ngào đường 11.5 nửa ký. Này cái gì đây? Ồ cái này cũng là me nè phải không? Tamarind hả? Đây có bán mấy cái bột làm bánh gì không? Khác này á. Có hồng cánh hông vàng. Là đang ăn cơm rồi. Dạ, à hàng chưa nghe thơm. Đây là các loại nước mắm, nước tương rồi nè, gia vị. Mắm mình hay mua đâu. Ăn như ăn bánh vậy. À, mua hành phi. Hoa gì? Hoa hồi. Thơm quá. Star anise. Nhà hoa đó nữa. Nhà dạ. Lên đây nè, hoa hồng. Tibaros nè. Mình cho đuổi đi. Mà chơi miễn hay không hết à. Mình hay mua loại cái gì? Nước mắm chay. Nước mắm chay. Nước mắm chay. Này là của Việt Nam thật hả? Chắc vậy có tiếng Việt à. Âu Lạc. Cái hãng Âu Lạc hay làm đồ chay á. Nói đường những chuyện nè. Những bài đất. Mình đã mua hiệu Tibaros nước mắm rồi mà. Đây là mắm gì chồng? Mắm nêm á vậy? Mắm nêm fish sauce. Fish sauce mà có con tôm là sao? Treo đầu dê bán thịt chó à? Hãng con tôm. À hãng con tôm nhưng mà là fish sauce. Còn cái này là cá cơm mà có con cá luôn. Đây là nước mắm mực dầu hào dầu ăn rồi xong rồi mình khỏi ăn ở đây có bán nhiều loại nước có bia Sài Gòn nè mọi người. Không có bán tà ô long ha. Ồ có dừa nướng nè. Nước dừa nướng roasted coconut juice. Không thấy bán kè hay các loại mì. Ăn
Hôm nay lên 80 cent à. Hai gói thôi. Ô, này, nay mama có phở gà nữa. Ui. Ghi tiếng Việt luôn mới ghê chứ. Nhưng mà không phải không phải đồ Việt. Nên ăn liền mà nó ghi gì án liễn gì vậy? Đồ giả. Án liễn trời, đồ giả. Phở gà, phở bò đồ, ăn cắp chữ của người ta. Ui. Đồ giả. Món nào? Ta ăn ta tưởng ờ. Không ăn mày vậy. Không thấy mì nó hết nhập về đây luôn rồi. Ủa hồi đó có mua Hảo ở đây hả? Đó. Ủa có mì ca sao gì đó, Hảo có cái chứ? Thời mì Hảo nó bị ờ. Mì ca màu tím. Mì khô lam. Mì khô mới nè. Ừ. Nào nấu dữ nè. Ở mắt chứ hả? Ừ. Rồi mấy có cái mì cay có một ô máy à. Bạn tô mì cay tiệm này đó. Tô mì cay Việt Nam á hả? Ừ. Không ăn gì nữa không? Trời ơi nó có phở gà phở bò tô luôn nè. Hãng mama đó. Thôi mua gì nữa không? Trong mô đây. Này bán 65 cent nè. Có mì tương đen hay gì nè. Nãy nó mở nhà cho hậu vệ mặt trời như sao á. Ừ, trời nắng nước. Mô là nếp cái qua vàng thì phải. Đâu rồi? Đây nè mấy cái hộp bình thường là 3 ở 2 nay giảm giá còn 2 ở 75 qua vàng vậy. Không phải nếp qua vàng là nếp của Việt Nam không thấy này gạo thơm thiện hạnh. Của Thái mà nó có tiếng Việt luôn mà. Người Việt luôn người ta. Ừ, cho nên cái tiếng Việt cho mình. Thái jasmine rice, gạo thơm thượng hạng. Không chữ nha, đẹp nè. Ghê gì mất cười quá. Gạo nếp, không có dấu sắc. Ừ. Thượng hạng chứ thượng. Ủa hết, nếp cái qua vàng rồi. Có cọp vàng nè. Cái này gạo đen mà. Rice berry nữa. Nhiều hãng con cọp quá ta. Biết hãng con cọp có nhiều. Có mấy cái này thấy nó đóng cái mắt. À nó hút chân không. Hút không. Còn này nó không có hút chân không. Ừ. Ở đây có mấy cái loại hát gạo gì nè. Có thịt bắc kinh, thịt quay bắc kinh, thịt heo quay. Còn có đùi ếch nữa. Vũ nữ chân dài. Nó có cái lỗ hình con ếch. Vũ nữ chân dài này nhiều. 3.5 rồi. Đó ở đây có cơm trái hay gì nè. Hộp điều
hột điều sấy với đậu bọ đậu phộng gì đó. Thằng này có cái bếp ga để nấu lẩu luôn nè. Mm-hmm.